chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Bee Channel, và mình là Đăng Anh đây. Các bạn biết không, vài ngày gần đây thôi thì Huawei Nova 2 của chúng ta đã được nâng cấp thêm một tính năng khá là mới mẻ, đó chính là khả năng nhận diện khuôn mặt cũng như là chụp hình với công nghệ AR. Và cùng với cái khả năng nhận diện bằng khuôn mặt này mà hôm nay trong video clip này, Đăng Anh sẽ so sánh chiếc Huawei Nova 2 của chúng ta với chiếc điện thoại Oppo F5 cũng có tính năng bảo mật và khuôn mặt giống như vậy. Vậy thì các bạn, trong video clip này hãy cùng Đăng Anh khám phá xem ưu và nhược điểm của hai chiếc máy này là gì nhé. Đầu tiên, để so sánh về hai chiếc máy này thì Đăng Anh sẽ đi về thiết kế của hai chiếc máy này trước. Như các bạn cũng có thể thấy là hai chiếc máy Huawei Nova 2i hay là Oppo F5 của chúng ta đều có một cái thiết kế rất là đẹp mắt, hơi thượng và sang trọng. Đặc biệt là ở mặt trước, cả hai đều được trang bị màn hình là 18.9. Đây là một màn hình rất là thời thượng cho một người dùng cái cảm giác thoải mái khi mà trải nghiệm xem phim lướt web, nhưng mà cái cảm giác cầm nắm thì vẫn rất là gọn gàng. Tiếp đó thì mặt trước của chúng ta, nếu các bạn để ý một chút thì có thể thấy là Oppo F5 của chúng ta ở mặt trước nó rất là phẳng, không có bất cứ một cái điểm xuyến gì khác ngoài là camera trước, loa thoại cũng như là cảm biến, thì còn lại nó nhìn mặt phẳng rất là huyền bí. Còn bên Huawei Nova 2i của chúng ta thì nhà sản xuất đã khéo léo để một cái logo của Huawei ở đằng trước để chúng ta có thể dễ dàng nhận diện thương hiệu hơn. Thì tiếp đó là về phần mặt lưng thì mình có cảm nhận như sau. Ở bên Oppo F5 thì khá trơn tru hơn, và bởi vì nó có những cái phiên bản màu là màu đen hay là màu vàng đồng đều làm tôn lên cái sự lấp lánh cũng như là cái sự tinh tế giữa những cái viền ở camera hay là viền ở cái chỗ cảm biến vân tay hoặc là logo của Oppo đều hiện lên rất là sang trọng, lấp lánh. Còn ở bên Huawei Nova 2i của chúng ta thì mặt lưng nó vẫn còn có hai cái dải anten. Tuy là nó anten nhưng mà nó không có thô, nó làm cho cái chiếc điện thoại của chúng ta có một chút thời thượng hơn nữa. Và đặc biệt là cái dải đèn flash, camera kép cũng như là cảm biến vân tay đều được đặt thẳng hàng và được đặt ở giữa, cho nên là tạo cảm giác khá là đối xứng và cân xứng hơn cho chiếc điện thoại Huawei Nova 2i. Và cũng nhờ cái điều này thì cảm giác cầm nắm trên tay khiến cho Đăng Anh thấy nó rất là đầm tay, rất là sang trọng và thời thượng. Vậy thì tùy ra mỗi bạn với những cái sở thích khác nhau mà sẽ thích Huawei Nova 2i hơn hay là Oppo F5 hơn. Và tiếp theo sẽ là cái khả năng nhận diện bằng khuôn mặt cũng như là mở khóa khuôn mặt của hai chiếc máy này. Cả hai chiếc máy thì nhìn chung thì mình có một cái nhận xét là khi mà mở khóa một khuôn mặt thì nhận diện khuôn mặt cũng khá là nhanh. Tuy nhiên bên Oppo F5 của chúng ta thì Đăng Anh cảm thấy ưu điểm lớn nhất của nó có lẽ là cái việc mà nó có thể nhận diện khuôn mặt được trong cả điều kiện ánh sáng yếu. Nhờ đâu mà nó có được cái khả năng tốt như vậy thì mình nghĩ là do Oppo F5 đã được tích hợp cũng như có cái sự kết hợp tối ưu giữa phần cứng và phần mềm của máy. Phần cứng, Oppo F5 sử dụng công nghệ mở khóa khuôn mặt của Android. Còn về phần mềm á, thì Oppo F5 của chúng ta có một cái camera trước với độ phân giải là 20 megapixel, cũng như là một cái đèn flash chợt sáng liên tục. Cái đèn flash laser này sẽ giúp cho máy có thể định vị và làm sáng được khuôn mặt, và nhờ đó thì chiếc Oppo của chúng ta có thể nhận diện được khuôn mặt của người tiêu dùng tốt và nhanh hơn, kể cả trong những cái điều kiện ánh sáng kém. Tiếp đó là Huawei Nova 2i. Thì Huawei Nova 2i của chúng ta vừa mới được cập nhật cái tính năng mở khóa một khuôn mặt này, thì mình thấy cái tính năng này rất là tiện ích cũng như là phù hợp. Ví dụ như trong những trường hợp người dùng ở các bạn bị mồ hôi tay hay là tay ướt thì chúng ta vẫn có thể mở khóa một khuôn mặt rất tiện lợi, không phải là mở bằng dấu vân tay hay là nhập mật mã thì nó cũng sẽ gặp rất là nhiều bất tiện. Thì cái tính năng mở khóa một khuôn mặt này trên Huawei Nova 2i sẽ giúp chúng ta giải quyết được những điều đó. Hơn nữa thì nó có một cái cách sử dụng rất là thân thiện cho người tiêu dùng, đó là bạn có thể lựa chọn một cách mở khóa bằng khuôn mặt trực tiếp hoặc là mở khóa khuôn mặt gián tiếp, tức là bạn có thể vuốt lên rồi mới mở khóa. Thì với cái tính năng này, màn hình thông minh của Huawei Nova 2i sẽ giúp chúng ta khi mà có cái thông báo tin nhắn và khi một người nào đó mở khóa điện thoại của bạn mà không phải khuôn mặt của bạn thì nó sẽ lập tức ẩn đi những cái thông báo từ những cái ứng dụng như là SMS, Zalo hay là Line vân vân. Thì tất nhiên cái điều này sẽ tăng hơn cái tính bảo mật bằng mở khóa khuôn mặt của Huawei Nova 2i lên rất là nhiều. Tóm lại thì cả hai chiếc máy này đều đảm nhiệm khá tốt cái khả năng nhận diện khuôn mặt của người tiêu dùng. Tuy nhiên thì so sánh về tốc độ, mình vẫn cảm thấy là Oppo F5 nhỉnh hơn, nhanh hơn. Và trong một số trường hợp, trong nhiều góc độ khác nhau thì khi so sánh cả hai chiếc máy thì Huawei Nova của chúng ta
không nhận diện được khuôn mặt, trong khi đó thì Oppenheimer vẫn nhận diện được khuôn mặt ở những góc độ khác nhau. Vậy thì nếu bạn nào đang phân vân lựa chọn giữa hai chiếc máy này thì có thể cân nhắc điểm này của Huawei Nova 2i cũng như Oppenheimer các bạn nhé. Và sau phần mở khóa khuôn mặt cũng như là nhận diện khuôn mặt của cả hai chiếc máy này thì mình sẽ đến với một phần khá thú vị, đó chính là tính năng tối ưu hóa game trên Oppo F5. Thì với tính năng này mình thấy cực kỳ là thú vị cũng như là cực kỳ phù hợp với những bạn nào là game thủ, vì Oppo F5 sẽ cho chúng ta có thể tùy chỉnh cách thiết lập khi mà chơi game. Ví dụ như là các bạn có thể làm cho cái hiệu ứng đồ họa trở nên tốt hơn, hoặc là giảm đi những cái sự bấm nhầm hay là bấm trượt khi mà chơi game, cũng như là sẽ giảm thiểu hay là chặn đi những cái thông báo làm phiền khi mình đang chơi game, những cuộc gọi của bạn bè hay người thân. Thì với cái tính năng này chắc chắn là bạn nào là game thủ sẽ rất là ưng ý, bởi vì chúng ta sẽ không bị gián đoạn hay là có những cái cảm xúc ức chế khi đang chơi game không nào. Tiếp đó sẽ là phần tối ưu hóa màn hình hiển thị của hai chiếc máy này. Cả hai máy Huawei Nova 2i cũng như là Oppo F5 đều có thể cho chúng ta tùy chỉnh các mức độ ánh sáng, hoặc là có thể tự động cân bằng ánh sáng của máy với lại điều kiện ánh sáng bên ngoài, giúp cho chúng ta có một cái màn hình phù hợp với mắt cũng như là bảo vệ mắt, làm giảm đi cái sự chói mắt khi mà sử dụng máy. Nhưng đặc biệt hơn, Huawei Nova 2i thì cho phép người dùng có thể tùy chỉnh các gam màu của màn hình luôn. Ví dụ như là bạn có thể chọn ở chế độ màn hình theo gam màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng, v.v. Các màu sắc đều có thể tùy chỉnh, hay là độ ấm, độ lạnh đều có thể tùy chỉnh trên chiếc máy này của Huawei Nova 2i. Và còn một đặc điểm ấn tượng hơn nữa là ở Huawei Nova 2i chúng ta có thể resize lại các ứng dụng, các app để có thể phù hợp với một cái màn hình tỷ lệ 18:9. Tiếp theo đó sẽ là phần tối ưu hóa các thao tác sử dụng trên cả hai chiếc máy này. Thì cả hai chiếc máy Huawei Nova 2i của chúng ta hay là Oppo F5 đều có thể cho người dùng tùy chỉnh các thao tác, có thể vuốt chạm nhanh chóng và tiện lợi hơn. Ví dụ như là ở Oppo F5 hay là Huawei Nova 2i, chúng ta đều có thể vẽ chữ ô trên màn hình để có thể chuyển đến phần camera, hay là vẽ để mở khóa, vân vân. Đặc biệt hơn là ở Oppo F5 thì chúng ta có thể lựa chọn bỏ đi các cái phím điều hướng bên trong. Thay vì bấm những cái phím điều hướng thì chúng ta có thể thay đổi nó bằng các thao tác vuốt trượt rất là ấn tượng và cực kỳ thông minh luôn. Vậy thì đó là một vài ưu và nhược điểm của cả hai chiếc máy này, đặc biệt nhất là tính năng Face Unlock của cả hai. Bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Theo Đan Anh nghĩ thì bạn nào thích một cái sự ổn định, một cái cấu hình tốt, có thể chơi game tốt và sử dụng lâu dài thì các bạn có thể lựa chọn Oppo F5. Còn những bạn nào thích trải nghiệm những cái tính năng mới mẻ của Huawei Nova 2i như là camera kép, xóa phông, chụp hình sticker v.v. thì có thể về đội của Huawei Nova 2i. Và vừa rồi là một vài so sánh nhỏ nhỏ của Đăng Anh về hai chiếc điện thoại Huawei Nova 2i và Oppo F5. Và đặc biệt nhấn mạnh hơn về tính năng mở khóa bằng khuôn mặt cũng như là nhận diện khuôn mặt của hai chiếc máy này. Vậy thì bạn thấy cái phần so sánh này như thế nào? Và cái cảm nhận của bạn về cái tốc độ nhận diện khuôn mặt của hai chiếc máy này ra sao? Thì đừng quên để lại dưới phần comment cho tụi mình cùng biết với nha.